Ơi, chào anh em đến với shop phụ tùng Trần Đạt anh em nha. Thì hôm nay mình có giới thiệu với anh em một cái sản phẩm và bên mình đang sell off được rất là nhiều anh em ta đặt mua ha. Đó là một cái cục lọc xăng của Way 110 Thái. Thì cục lọc xăng này anh em là một cục lọc xăng, nó không có giống như những cái đời như đời Way Alpha này kia. Cục này nó sẽ có một cái cao su nhựa, cao su đen bên ngoài anh em ha. Một cái bọc cao su đen bên ngoài thì nó rất là đẹp. Và cái này nó chỉ có cái xe, những cái xe mà đời 99 nó mới có thôi anh em. Cho nên là bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở ra mình coi quay cho anh em ha. Và cái cục này thì bên mình bình thường là bán giá là 80.000. Nhưng mà hôm nay là cái đợt đang sell off của bên mình nha anh em nha, là bán những cái sản phẩm mới với lại một cái giá là không lợi nhuận anh em ha, là 45.000. Và cái cục này là bên mình đang nhập số lượng lớn. Đợt này nhập số lượng rất là lớn anh em, khoảng 300 cục. Cho nên là được cái giá khá là rẻ. Thì anh em nào chúng ta có nhu cầu, anh em có thể liên hệ với mình anh em ha. Đợt này thì nhập khoảng 800 cục anh em. Đấy thì những anh em nào có nhu cầu anh em có thể liên hệ mình. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình cắt, mình mở ra cho anh em xem coi là chất lượng của nó như thế nào ha. Thì bình thường là những anh em nào mà đã từng mua bên mình thì anh em biết là mình bán cái giá là rất là rẻ so với thị trường rồi. Bình thường là bán 80.000 một cục là rất là rẻ so với lại thị trường ha. Nhưng mà hôm nay mình bán giá là 45.000 nha anh em nha. Thì nó vẫn là chất lượng đó thôi, không khác gì hết. Đây bây giờ mình sẽ cắt ra cho anh em coi nè. Đây. Không có hàng nha. Đây. Nó cho nguyên đai nguyên kiện như vậy luôn nha anh em nha. Đây. Đấy, đóng nguyên đai nguyên kiện luôn, cắt ra nè. Đây. Đây, một cục lọc xăng Way Thái 110 nha anh em nha. Đó. Rất là đẹp anh em thấy không? Thì một cục như vậy nó bán giá cho anh em là 45.000. Tại cái cục này ấy, thì nó có đầy đủ cái móc treo luôn nha anh em nha. Cao su này là để treo này. Đấy, và cục lọc xăng một bên trong này. Cao su này rất là mềm nha anh em nha. Này anh em thấy, mình thấy mình sờ nó rất là mềm luôn. Đó này. Đó anh em ha. Rất là mềm ha. Đó. À, mềm eo à, rất là đã luôn. Thì với cái cục này anh em chúng ta gắn được cho tất cả các loại xe của Honda dòng 100 110 nha. Ví dụ như là Future 110, Way 110 Thái, rồi Honda Dream Thái, Honda Super Dream, rồi Way Alpha anh em nha. Chúng ta gắn được hết Way Alpha, Way ZX các kiểu gắn được. Thì cái này anh em là nó giống như là chọn cho những anh em mà chúng ta chơi cái dạng mà theo kiểu mà xe zin anh em. Thì anh em gắn cái này rất là đẹp luôn, đúng đời ha, đời 99 ha, hoặc là những cái xe mà đời cao anh em gắn vô nhìn nó cũng rất là đẹp, thẩm mỹ rất là cao nha. Thì anh em nào có nhu cầu anh em có thể liên hệ mình, số điện thoại 0915 434 973 nha anh em nha. Đây đó, thì một kiện hàng nó sẽ làm trong bọc đầy đủ như vậy và được niêm phong đầy đủ nha anh em nha, chưa có mở ha. Thì anh em nào có nhu cầu có thể liên hệ mình nha, cái này đúng hàng chuẩn Thái Lan nhập về nha anh em nha. Rồi giá là 45.000 một cục đang sell off cho anh em. Thì những anh em nào chúng ta mua được trong cái chương trình sell off này thì anh em tranh thủ ha. Tại vì hết chương trình này thì nếu mà mình bán hết đợt này thì không biết là nó còn hàng hay không. Tại vì đợt này là cái hàng này nó có bao nhiêu là mình mua hết rồi. Cho nên là có thể là đợt sau nó sẽ không còn nữa nha. Thì anh em có nhu cầu hãy liên hệ mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn anh em những clip tiếp theo nha.